Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ 6 ngày mùng 7 tháng 10 năm 2022 và theo âm lịch hôm nay là ngày 12 tháng 9 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Quý Tỵ, tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Câu Trận, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Chủ Tước. Về ngũ hành niên mệnh trường lưu thủy ngày Quý Tỵ tức can khắc chi, nghĩa là thủy khắc với hỏa, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm trường lưu thủy kỷ tuổi đinh hợi ất hợi, ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi kỷ sửu đinh dậu kỷ mùi thuộc hành hỏa không sợ thủy. Ngày Tỵ lục hợp với thân, tam hợp với sửu và dậu thành kim cục, xung với hợi hình thân, hại dần, phá thân và tuyệt tí. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi đinh hợi, ất hợi, đinh mão, tuổi xung trong tháng, tuổi giáp thìn, mậu thìn, giáp tuất. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao nguyệt tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho, nhập kho, xuất hành, di chuyển, giao dịch, mua bán, ký kết hợp đồng. Sao cát khánh, tốt mọi việc, sao âm đức, tốt mọi việc, sao tuế hợp, tốt mọi việc, sao tục thế, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao minh đường hoàng đạo, tốt mọi việc, và ngày hôm nay là ngày trực tinh, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao kim thần thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao thiên ôn, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao địa tặc, xấu đối với khởi tạo, an táng, khởi công, động thổ, xuất hành, sao hỏa tai, xấu đối với xây dựng nhà cửa, đổ mái, sửa sang nhà cửa, sao nhân cách, xấu đối với việc giá thú, khởi tạo, sao thổ cẩm, kỵ về xây dựng nhà cửa, an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông nam, tài thần, hướng tây bắc. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ 6 ngày 7 tháng 10 năm 2022. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ 6 ngày 7 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh. Điều này sẽ báo hiệu cho bạn trải qua một ngày tài lộc có nhiều khởi sắc, nhất là đối với những người theo nghiệp kinh doanh, buôn bán. Với bạn sẽ có được một ngày phát tài, phát lộc, tiền bạc thu về túi không hề ít. Và trong ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tý, mặc dù tiền không thiếu nhưng với bạn vẫn phải có kế hoạch trong việc chi tiêu rõ ràng để tránh bị thất thoát. Chi tiêu hoang phí với bạn tuổi Tý thường rất dễ vung tay tiền bạc cho những mục đích chưa thực sự cần thiết mỗi khi trong túi của mình có rủng rỉnh về tiền tiêu. Và đây là thói quen không hề nên làm mà bạn tuổi Tý cần phải sửa đổi càng sớm càng tốt nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Điều này sẽ làm cho bạn càng cảm thấy chán nản và mệt mỏi với cái chuyện tình cảm của mình chẳng đi đến đâu. Có lẽ với bạn tuổi Tý và người ấy đều chỉ đang cố lẩn tránh và cố gắng hết sức để giữ gìn. Nhưng có lẽ mọi sự đã đi đến đoạn kết, đôi bên không có được sự đồng điệu và thấu hiểu thì đổ vỡ là chuyện sớm muộn mà thôi. Và câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim có điểm báo tài lộc được khởi sắc đối với những người kinh doanh, buôn bán. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy đón một ngày phát tài phát lộc,
tiền bạc thu về túi không ít. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa cần phải có kế hoạch trong việc chi tiêu rõ ràng để tránh bị thất thoát. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ nên sửa đổi thói quen vung tay quá trán càng sớm càng tốt. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc chán nản và mệt mỏi với các chuyện tình cảm chẳng đi đến đâu. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 15, số 77, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường: màu trắng, màu xanh da trời. Quý nhân phù trợ: tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Sửu thứ sáu ngày mùng 7 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho con đường công danh sự nghiệp của bạn sẽ có được những bước tiến quan trọng. Và ngày này, các tinh này chiếu mệnh sẽ mang tới cho bạn tuổi Sửu có được cơ hội gặp gỡ quý nhân, sẽ giúp đỡ, tương trợ cho bạn gặp gỡ và hợp tác với những người đáng tin cậy. Vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Sửu, bạn đang tạo dựng được những mối quan hệ tốt lành là nền tảng phát triển cho sự nghiệp của mình về sau này. Bạn mệnh tuổi Sửu cũng cần phải tích cực vun đắp và bồi dưỡng tình cảm với đối tác, khách hàng, bởi đối phương là người nắm giữ chìa khóa giúp cho bạn thành công về sau này bạn tuổi Sửu nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có thổ hỏa tương sinh, điều này cũng sẽ giúp cho cái chuyện tình cảm của bạn hứa hẹn cũng sẽ có được những trải nghiệm thú vị. Với bạn và nửa kia đang chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào, thấu hiểu và thông cảm cho nhau, cùng nhau chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Và bạn tuổi Sửu, nếu như bạn đang còn độc thân, cũng sẽ có được cơ hội làm quen, kết giao với những người khác giới, có được những mối quan hệ phù hợp nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, đường công danh có những bước tiến quan trọng. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, gặp được quý nhân tương trợ, hợp tác với những người đáng tin. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, tạo dựng được những mối quan hệ tốt lành là nền tảng phát triển cho sau này. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, cần phải tích cực vun đắp, bồi dưỡng tình cảm với đối tác. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, các chuyện tình cảm hứa hẹn sẽ có được những trải nghiệm thú vị, ngọt ngào. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 26, số 78, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu ghi, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dần thứ sáu ngày mùng 7 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Dần Thân Tỵ Hợi. Điều này sẽ làm cho bạn tuổi Dần trải qua một ngày gặp nhiều khó khăn, với bạn khó lòng hoàn thành được công việc đúng như thời hạn, hiệu quả cũng không được như ý muốn. Nhiều hạng mục chưa đạt được yêu cầu và nguyên nhân bắt nguồn từ những người xung quanh luôn tạo khó khăn, áp lực, bới móc những lỗi lầm không đáng nói và cuối cùng khiến cho công việc của bạn bị đình trệ nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Dần lại đang gặp ngày có mộc sinh xuất cho hỏa, điều này cũng sẽ làm cho cái chuyện tình cảm của bạn không khá khẩm hơn được là bao nhiêu khi mâu thuẫn giữa bạn và người ấy ngày càng gia tăng và bùng nổ liên tiếp, đôi khi chỉ là những lý do rất đơn giản mà ra. Và để duy trì được cuộc hôn nhân bền vững, với bạn tuổi Dần cần phải nhìn nhận và sửa đổi những khuyết điểm của bản thân, đồng thời cũng nên góp ý chân thành với nửa kia để cùng tiến bộ nữa nhé. Các điểm sáng trong ngày này là về phương diện tài chính của bạn tuổi Dần. Khi bạn đang có được chính tài độ mệnh, với bạn đang thực hiện khá tốt các kế hoạch quản lý về tiền bạc mà mình đã đặt ra từ trước đó. Số dư trong tài khoản của bạn ngày càng gia tăng là minh chứng rõ ràng nhất cho tài lộc của bạn đang có được sự sinh sôi nảy nở nhé.
Vài câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ sáu này. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, khó lòng hoàn thành được công việc đúng thời hạn. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, công việc đình trệ do bị những người xung quanh quấy phá. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, mâu thuẫn giữa các cặp đôi ngày càng gia tăng. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, cần sửa đổi khuyết điểm của bản thân để giữ gìn hạnh phúc. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, duy trì thực hiện các kế hoạch quản lý về tiền bạc tốt hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 22, số 71, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mão thứ sáu ngày mùng 7 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Điều này sẽ báo hiệu cho bạn trải qua một ngày đón nhiều tin vui về tài lộc. Trong ngày này, tiền bạc của bạn chủ yếu tới từ nguồn thu nhập phụ. Đối với những người kinh doanh, buôn bán có được quý nhân phù trợ, cho nên có được một ngày buôn may, bán đắt, buôn bán thuận lợi vô cùng, hàng hóa bán chạy như tôm tươi, thậm chí còn cháy hàng nữa. Trên phương diện công việc, trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi Mão, bạn hãy cố gắng phát triển về kỹ năng làm việc thêu nhuốm, vì đó là cách để cho bạn có được những sự hỗ trợ kịp thời từ mọi người. Và nếu như bạn tuổi Mão, bạn quá chú trọng tới cá nhân, chỉ quan tâm tới thành tích của riêng mình thì sẽ rất dễ dẫn đến thất bại, và dù có sai sót cũng không có ai đứng ra chỉ điểm cho bạn nữa nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có ngũ hành sinh xuất, điều này sẽ làm cho vận trình tình cảm của bạn trong ngày hôm nay chẳng được như ý muốn. Với bạn tuổi Mão, bạn hy sinh nhiều cho người ấy, nhưng đối phương chỉ biết nhận mãi mà chẳng cho đi, tình yêu giữa hai người mà dường như chỉ có sự cố gắng vun vén từ một phía mà thôi. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, tiền bạc trong ngày chủ yếu tới từ nguồn thu nhập phụ. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, buôn bán thuận lợi, hàng hóa bán chạy vô cùng. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, hãy cố gắng phát triển về kỹ năng làm việc thêu nhóm. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, đừng quá chú trọng tới cá nhân trong môi trường tập thể. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, tình yêu hiện tại dường như chỉ có sự vun vén từ một phía. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số 14, số 18, số 92, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn thứ sáu ngày mùng 7 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho vận trình công danh sự nghiệp của bạn vô cùng là suôn sẻ và tốt đẹp. Với những nỗ lực của bạn bỏ ra đang được cấp trên ghi nhận xứng đáng và sớm giành được mục tiêu mà mình đã đề ra. Ngày hôm nay, với thái độ nghiêm túc và dồn hết tâm huyết của mình, được cấp trên đánh giá cao, đồng nghiệp cũng rất ngưỡng mộ nữa. Tuy nhiên, trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi Thìn, khuyết điểm của bạn là có phần hơi kiêu ngạo. Bạn tài giỏi nhưng cũng nên giữ thái độ khiêm tốn, hãy kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn. Đừng có đặt cái tôi của mình lên vị trí quá cao hay là cố chấp, bảo thủ mà dễ dẫn đến những sai lầm, gây ấn tượng xấu với những người xung quanh nhé. Ngày thứ sáu này, bạn tuổi Thìn lại đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Điều này sẽ giúp cho cái chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay vô cùng là tốt đẹp. Các cặp đôi luôn cảm thông, thấu hiểu và chia sẻ với nhau trong mọi vấn đề của cuộc sống. Bạn mệnh được mọi người dành tặng cho nhiều lời khen ngợi vì lối sống trọng tình nghĩa, biết quan tâm, chăm sóc cho gia đình của mình nữa rồi.
Vài câu quýt cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ sáu này. Tử vi tuổi Giáp Thìn có vận trình công danh sự nghiệp vô cùng là tốt đẹp. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, nỗ lực bỏ ra đang được ghi nhận xứng đáng. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc nên giữ thái độ khiêm tốn, kiểm soát về cảm xúc của mình. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, đừng có đặt cái tôi của mình lên quá cao hay là cố chấp bảo thủ. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, chuyện tình cảm được êm đẹp nhờ luôn có được sự cảm thông và thấu hiểu. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 25, số 86, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tỵ thứ sáu ngày mùng 7 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, điều này sẽ làm cho bạn tuổi Tỵ đang có điềm báo trải qua một ngày có những chuyện không mấy suôn sẻ xảy đến. Với bạn tuổi Tỵ có thể sẽ gặp phải những vấn đề liên quan tới việc tranh giành về quyền lợi, trộm cướp, mâu thuẫn và bạn cần phải giữ bình tĩnh để xử lý vấn đề mà mình gặp phải một cách êm đẹp nhé. Và ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tỵ, đây cũng không phải là thời điểm thích hợp để cho bạn mạnh mạo hiểm trong các thương vụ đầu tư về tài chính. Và nếu như bạn tuổi Tỵ không sáng suốt, tỉnh táo thì có thể sẽ vướng phải họa lớn, tiền bạc bị tiêu tan trong chốc lát. Điểm yếu của bạn chính là cả tin vào những lời đường mật và dồn hết tiền vào đầu tư vào nơi không đúng, chẳng những không thu về lợi nhuận mà còn khiến cho tiền mất tật mang nữa. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có họa khí vượng, điều này cũng sẽ tác động tiêu cực tới tình hình sức khỏe của bạn. Và nếu như rất lâu rồi bạn không có thói quen tập thể dục thể thao thì đây là thời điểm thích hợp để cho bạn bắt đầu lên kế hoạch cho việc tập luyện lại một cách nghiêm túc và có thể bắt đầu từ những việc đơn giản để cho cơ thể của mình lấy lại nhịp độ trước đó nhé. Vài câu quýt cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa có thể sẽ gặp phải vấn đề liên quan tới việc tranh giành về quyền lợi. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ gặp bất cứ chuyện gì cũng cần phải giữ bình tĩnh để xử lý. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc ngày hôm nay không nên mạo hiểm trong việc đầu tư về tài chính. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim chớ nên cả tin vào những lời đường mật mà dồn hết tiền vào đầu tư. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy nên dành thời gian rèn luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe cho mình. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 41, số 73, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Ngọ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ngọ thứ sáu ngày mùng 7 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có tam hội trợ mệnh, điều này sẽ giúp cho bạn việc giao tiếp đóng vai trò là vô cùng quan trọng trong ngày hôm nay. Vì vậy, với bạn tuổi Ngọ, hãy cho bản thân mình cơ hội để được tương tác với mọi người nhiều hơn, chia sẻ với họ với các ý tưởng của mình. Tuy nhiên, bạn tuổi Ngọ bạn cũng cần phải lưu ý việc truyền đạt mọi thứ cũng cần phải rõ ràng, rành mạch, tránh mất thời gian cho cả hai phía nữa nhé. Ngày thứ sáu này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp ngày có họa khí vượng, điều này sẽ không tốt cho sức khỏe của bản mệnh và một phần lý do là do bạn không điều chỉnh lại chế độ ăn uống, nghỉ ngơi phù hợp với thể trạng của mình. Thậm chí, đối với những ai làm việc quá sức còn có thể khiến cho cơ thể của mình bị suy nhược và thường xuyên mệt mỏi, bị ốm nữa. Tuy nhiên, ngày thứ sáu này, bạn tuổi Ngọ lại đang gặp được ngày có thực thần che chở và bất cứ khi nào với bạn tuổi Ngọ chạm trán với mọi người xung quanh, bạn cũng cần phải đảm bảo là bạn sẽ nở nụ cười thật tươi tắn và đem đến ấn tượng tốt đẹp ở nơi mọi người, nhờ thế mà bạn có được một ngày sẽ diễn ra được trôi chảy và thoải mái nhất nữa nhé.
Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, tính tình hiếu thắng, không chịu được những lời kích bác. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, tình cảm gia đình hài hòa, vui vẻ. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, chớ nên chỉ trích người khác dù là người thân thiết của mình. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, có lời mời về ăn uống tú thú vị từ phía bạn bè. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, có niềm vui mới từ việc học tập một điều gì đó mới mẻ. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 16, số 98, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi thứ sáu ngày mùng 7 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Điều này sẽ hỗ trợ tối đa cho bạn tuổi Mùi giành được nhiều thành tích rất đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp nhờ vào sự quyết đoán và sự cứng rắn của mình. Cơ hội đến với mọi người là như nhau, nhưng với bạn tuổi Mùi, bạn biết được cái mình muốn và cần để không bỏ lỡ khi nó đang ở gần mình nữa nhé. Và ngày thứ sáu này với bạn tuổi Mùi, bạn là người làm việc có trách nhiệm và luôn nhắc nhở bản thân mình hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, thậm chí là còn tìm tòi và đưa ra được những ý tưởng mới cho công việc. Đây chính là điểm giúp cho bạn được cấp trên đánh giá cao, với những người khác mở ra những cơ hội thăng tiến trong tương lai. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Điều này sẽ tạo điều kiện cho cái chuyện tình cảm của bạn có được sự thắm sắc, đào hoa nở rộ, hứa hẹn với bạn sẽ có được một ngày ngọt ngào bên những người mà mình yêu thương. Còn đối với bạn đang còn độc thân, bạn sẽ tạo được sức hút, có người đưa kẻ đốn, sẵn sàng vì bạn mà làm bất cứ điều gì nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim giành được nhiều thành tích rất đáng ngưỡng mộ. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, sự quyết đoán và cứng rắn của bạn tạo lợi thế hơn người. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa được đánh giá cao nhờ tinh thần trách nhiệm. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ có nhiều cơ hội thăng tiến trong tương lai. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, tình duyên thắm sắc, đào hoa nở rộ. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 12, số 78, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Thân thứ sáu ngày mùng 7 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh và đây là hung tinh làm cho bạn gặp phải không ít những sóng gió trong việc kiếm tiền. Và ngày này với bạn tuổi Thân rất khó để triển khai các kế hoạch mà bạn đang tính toán một cách suôn sẻ. Với bạn có thể sẽ cần tới sự giúp đỡ của những người có kinh nghiệm để sớm thoát khỏi tình trạng khó khăn như hiện tại nhé. Ngày thứ sáu này với bạn tuổi Thân, trong công việc, nếu như bạn đang muốn nhảy việc hoặc là tìm việc ở một nơi nào khác thì bạn cần phải cẩn trọng, suy nghĩ cho thật kỹ lưỡng. Đừng có đặt tương lai của mình vào vòng nguy hiểm khi mà con đường phía trước ra sao với bạn vẫn chưa hề nghĩ đến. Bạn hãy thật cẩn trọng và tìm hiểu đủ thông tin cần thiết trước khi đưa ra quyết định cho mình. Thêm nữa, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Thân lại đang gặp ngày có hỏa kim xung khắc. Điều này cũng sẽ làm cho cái chuyện tình cảm của bạn không được thuận lợi cho lắm khi với những mong mỏi của bạn chưa được nửa kia đáp ứng và dù đã nhiều lần góp ý nhưng đối phương không chịu sửa đổi tật xấu của mình khiến cho bạn ngày càng chán nản và thất vọng vô cùng nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy gặp không ít sóng gió trong việc kiếm tiền và làm giàu. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa khó triển khai các kế hoạch mà bạn đang tính một cách suôn sẻ. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ nếu đang muốn nhảy việc tìm việc thì hãy cần phải cẩn trọng và suy nghĩ cho thật kỹ càng. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc đừng có đặt tương lai của mình vào vòng nguy hiểm. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim tình cảm còn nhiều trục trặc, tâm lý chán chường.
Vậy đánh giá của bản thân trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 27, số 86, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu thứ sáu ngày mùng 7 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu trợ mệnh. Điều này sẽ giúp soi đường chỉ lối để cho bạn có được sự linh hoạt nhanh nhạy trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Dậu, bạn đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo giúp cho công việc của bạn có được sự trơn tru thuận lợi. Bạn mệnh cũng có được những kế hoạch cho mọi hành động, các cách ứng phó phù hợp với từng vấn đề và không bị gò bó bởi những điều đã đặt ra nữa. Trong ngày thứ sáu này, với bạn tuổi Dậu, bạn cũng đang có được vận quý nhân âm thầm giúp đỡ cho mình, chỉ là do bạn không nhận ra mà thôi. Đồng nghiệp luôn trợ giúp cho bạn một cách nhiệt tình, cấp trên tạo điều kiện rất tốt cho bạn có được cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân. Vì thế, với bạn tuổi Dậu, bạn cũng cần phải nhanh tay giành lấy cơ hội về cho mình. Con đường thăng tiến ở phía trước của bạn còn rất rộng mở nhé. Tuy nhiên, vận trình thứ sáu này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Điều này sẽ khiến cho nhân duyên của bạn lại có phần ảm đạm. Hai bạn tiến tới với nhau quá nhanh, bỏ qua những trình tự thông thường, cho nên khi xảy ra vấn đề, tình hình sẽ trở nên vô cùng là nghiêm trọng. Với bạn tuổi Dậu, bạn hãy cùng với người ấy ngồi lại và trò chuyện thẳng thắn với nhau để cùng giải quyết những rắc rối mà mình đang gặp phải, bạn tuổi Dậu nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy có được sự linh hoạt nhanh nhạy trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo giúp ích cho công việc của bạn rất nhiều. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ có kế hoạch cách ứng phó phù hợp với từng vấn đề. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc được quý nhân âm thầm giúp đỡ, hãy cứ tự tin thể hiện. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim nhân duyên ảm đạm, đôi lứa trò chuyện thẳng thắn với nhau. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 97, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu bạch kim, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất thứ sáu ngày mùng 7 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Điều này sẽ trao cho bạn tuổi Tuất có được những cơ hội để có thể xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa, tốt đẹp với đồng nghiệp và cấp trên. Bạn tuổi Tuất, bạn luôn được đánh giá cao nhờ vào tinh thần trách nhiệm, nỗ lực không ngừng để đạt được kết quả tốt vì mục tiêu chung. Nhờ vậy mà sự nghiệp của bạn đang có dấu hiệu thăng tiến một cách rõ ràng. Và ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tuất đó, mặc dù ngoài kia không thiếu những người tài giỏi, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng lăn xả, hy sinh vì lợi ích cá nhân vì tập thể như bạn. Cho nên, thành quả mà bạn tuổi Tuất nhận được sẽ rất xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Trên phương diện tình cảm của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ sáu này cũng đang tiến triển rất tốt đẹp như mong đợi khi bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Đối phương có ấn tượng và cảm tình tốt với bạn. Vì thế, nếu như bạn tuổi Tuất đã suy nghĩ thấu đáo, hãy thiêu đó xây dựng mối quan hệ này nhờ chờ đợi thời cơ chín muồi để tình yêu được thăng hoa rực rỡ hơn nữa, bạn tuổi Tuất nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa được trao cho cơ hội để xây dựng những mối quan hệ xã giao tốt đẹp, hài hòa. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ được đánh giá cao nhờ vào tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực bền bỉ. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, sự nghiệp đang có dấu hiệu thăng tiến rõ ràng. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim nhận được thành quả xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, tình cảm đang tiến triển rất tốt đẹp như mong đợi. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 26, số 76, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Hợi.
Từ vi tuổi Hợi thứ sáu ngày mùng 7 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ Hợi. Điều này sẽ làm cho bạn tuổi Hợi đang có điềm báo vấp phải không ít những khó khăn trở ngại do nhiều điều không may xảy đến. Với bạn tuổi Hợi, tính cách bốc đồng, cực đoan, điều này sẽ khiến cho bản thân bạn gặp phải nhiều rắc rối trong các mối quan hệ xã giao, đặc biệt là tại môi trường công sở vốn đầy rẫy những cạm bẫy, thị phi và trở ngại. Với bạn tuổi Hợi trong ngày thứ sáu này, bạn có thể vô tình làm cho người khác phật lòng vì những câu nói buông đùa vô ý của mình. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là nên biết tiết chế về cảm xúc, cư xử hài hòa và khéo léo hơn với tất cả mọi người để tránh những rắc rối không đáng có xảy ra, ảnh hưởng tới con đường công danh, sự nghiệp của mình về sau này. Trên phương diện tình cảm, với bạn tuổi Hợi cũng đang có điềm báo, có sự rạn nứt rõ ràng do bạn đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành xung khắc. Vợ chồng mâu thuẫn, lục đục ảnh hưởng khá nhiều tới không khí gia đình, khiến cho khoảng cách giữa hai người ngày càng xa cách hơn. Với bạn tuổi Hợi, bạn cũng nên tìm hiểu nguyên nhân và cải thiện tình trạng hiện tại càng sớm càng tốt bạn tuổi Hợi nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa và phải không ít những điều không may mắn. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ tự gây rắc rối cho bản thân mình trong các mối quan hệ xã giao. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc vô tình làm cho người khác phật lòng vì câu nói buông đùa vô ý của mình. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim nên tiết chế về cảm xúc, cư xử hài hòa và khéo léo hơn. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy tình cảm có những điểm báo rạn nứt rõ ràng. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 81, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Mùi, tuổi Tý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.